Ok là, hãy xem điều gì sẽ xảy ra khi tớ sơn cái cọ vẽ này bằng một... cái cọ vẽ. Tớ sẽ tô các dải màu khác nhau trên phần lông, gần giống như cầu vồng nhỉ. Ở học là được làm đồ thủ công, xem mình vẽ như nào nè. May là mình có rất nhiều thứ này. Oh yeah, phun mưa đi baby. Mình nghĩ nhìn nó cũng được đấy. Con bé lúc nào cũng bừa bộn, nhưng ít nhất mình đã biết cách phòng bị. Phải bảo vệ dụng cụ quan trọng bằng cách nào đó. Bỏ cọ vẽ vào đây. Mình giỏi thật không ta? Giờ làm sao để thú vị hơn nhỉ? Hy vọng mày thích màu vẽ, anh bạn nhỏ. Woohoo! Ôi không! Em đúng là rắc rối mà. Đưa cho chị con gấu bẩn đó. Mình sẽ làm cho nó đẹp hơn. Nhưng đầu tiên mình cần vài dụng cụ. Biết cái này chứ? Mình sẽ cần một số lượng lớn. Cùng với một con gấu, bạn không ngại dính bẩn. Thích chứ ngài gấu. Mọi thứ ở đây đang rất lem nhem. Đây là con gấu dễ thương nhất, đúng không? Nhưng chúng ta cần thêm vài chi tiết nhỏ nữa. Ai lại không thích hoa chứ? Sau khi nó dính đầy màu thì in lên nhé. Thiết kế rất ngộ nghĩnh. Mình thấy đúng là cái khó, ló cái khôn luôn. Wow, thử xem nào. Được gì không? Thôi nào. Xong, nhưng trò này rất vui luôn. Ok, vòng tiếp theo. Quan, cậu che mắt lại. Bí hiểm quá. Mình sẽ tạo bất ngờ cho Ashley. Trông ghê chết đi được. Ui, mùi này kinh quá. Mùi gì vậy? Xin lỗi. Chờ đã, Justin. Tôi biết chúng mình có thể làm gì rồi. Nhìn đây nhá. Đầu tiên tôi vẽ một cái cây. Rồi vài quả táo. Tô màu xanh cho 8 cây nào. Tớ sẽ cố không trườm ra ngoài. Trông được đấy. Tớ sẽ tô sắc xanh đậm để tạo lá cây. Nhìn cây sống động hơn hẳn. Và tất nhiên, thân cây phải có màu nâu. Dùng các gạch dọc làm nó trông giống gỗ. Sau đó, chúng ta tô táo màu đỏ. Nhìn mọng nước chưa kìa. Ta-da! Một cây táo dễ thương. Nhìn đẹp, nhưng không phải là táo thật. Justin, nhìn này. Wow, tuyệt quá đi. Táo ngọt xỉu luôn, thử đi. Ok con dê. Hay là cậu vẽ một cái pizza đi. Đã bao giờ nhìn thấy unicorn gần thế này chưa? Giờ thì thấy rồi đó. Đây là nguồn cảm hứng duy nhất. Bút của tớ đâu? Vẽ bằng cái gì bây giờ? Vẽ bằng bút là trò xưa rồi. Hộp hội họa đây nè. Đúng là vừa ngay mở ra. Tuyệt, chuẩn không cần chỉnh. Wow, cho tớ dùng chung với. Được, chúng mình là bạn thân mà. Nè, màu trắng mà vẽ gì chứ? Chẳng nhìn thấy mô tê gì đây. Kệ cậu chứ. Ôi trời, phải làm sao bây giờ? Mình có nên giúp không? Đây. Đúng này, đâu ra thế này? Cố lên nha. Mình bắt đầu vẽ được rồi đấy. Khoan, biết gì này. Mình sẽ vẽ một hình siêu bí mật. Không ai có thể nhìn thấy. Mà chưa thấy được đâu. Mình sơn không phủ lên hình được. Nên mình càng sơn thì bức tranh bí mật càng lộ ra. Ta-da, là unicorn nè. Nhưng các bạn có thể tùy vẽ gì cũng được. Khả năng là vô tận mà. Hạ bút xuống nào. Đẹp không ạ? Cũng tạm đấy. Nhìn tranh của Ashley. Wow. Sao có thể như vậy chứ? Mình đưa sáp màu trắng cho cô ấy mà. Nào các bạn, cắm trại thôi. Ăn đồ ăn giả bộ đi nào. Chán quá. Điện thoại của chị. Nhưng mình không mở được. Biết rồi. Chị cần là khuôn mặt của chị. Dễ ẹt. Đừng dậy nhé. Khuôn mặt nào. Không được nếu không có nhãn cầu.
Băng keo này chắc được đấy. Chỉ cần kéo mí mắt lên mà không làm chị thức giấc. Không được quên mắt bên kia. Hehe. Được rồi. Đã đến lúc mở chiếc điện thoại này. Được không nhỉ? Cũng không được sao? Ước gì mà chị trông tự nhiên hơn. Thôi nào, ngậm lại đi. Cái miệng bị sao vậy nhở? Cứ ngậm thế nhé. Đừng cử động. Ok, chắc chắn là không được rồi. Đợi chút, mình có thể dùng giấy bóng kính này. Chỉ cần trải nó lên mặt chị và đồ theo đường nét cả khuôn mặt. Rốt cuộc, điện thoại sẽ nhận ra các hình dạng chung của khuôn mặt. Ít nhất chị cũng nằm yên. Chỉ cần có đường viền hàm đúng là được. Tuyệt vời, đúng là kiệt tác. Trời, chị có thể giúp gì? Sao nhìn cái này quen vậy nhỉ? Nếu em muốn vẽ một khuôn mặt, hãy dùng một bức ảnh. Bỏ ra. Chị sẽ chỉ em cách làm cho đúng. Đầu tiên, em phải sắp xếp các dụng cụ vẽ. Làm cho nó giống chữ H. Thấy không? Được rồi đấy. Bắt đầu đồ khuôn mặt như thế này. Và bên còn lại cũng sẽ vẽ tương tự. Nó sẽ đi theo các chuyển động. Thấy không? Hoàn toàn không tốn sức. Không cần học vẽ chuyên nghiệp. Nhìn khá giống đúng không? Giống như soi gương vậy. Này. Được rồi này. Gặp chị sau nhé. Làm gì thì làm không được đọc tin nhắn. Hay là xem thư viện ảnh của chị đấy. Vẫn còn một thử thách nữa đó. Tiếng gì vậy ta? Tự nhiên tớ muốn nhảy nhót quá đi. Mình sẽ để tay thỏa sức di chuyển. Mình chưa từng nghe bài này luôn. Nhưng hơi bị hợp gu mình á. Quá xa nè. Chuẩn luôn. Tiếng guitar bass này đúng là đỉnh. Wow. Wow. Tóc mình hả ta? Tớ chả nghe thấy gì cả. Mấy đứa sao rồi? Hay ho rồi nha. Vẽ đẹp lắm. Sao chẳng có gì vậy? Là ca sĩ Billy đó hả? Để chị ký tên cho Van nè. Ôi, mình xỉu mất thôi. Mình xỉu ngang đây. Tớ nghĩ thế này không ổn đâu. Sky, lần này cậu nhấn nút đi. Ok, bánh xe quay nè. Để xem lần này tụi mình phải vẽ gì nhé. Unicorn, tớ thấy háo hức lắm luôn. Wow, cái này mới nha. Lexi ơi, nghĩa là cậu phải bịt mắt đấy. Nè, tớ mà bị bịt mắt thì tớ cũng phải làm unicorn mới chịu. Yes, chúng mình sẽ trang trí bánh quy hình unicorn. Vui ghê. Lại đeo tập gì. Ok, có lẽ tớ sẽ kéo miếng bịt mắt này xuống. Sky, cậu đâu rồi? Cậu có ở đó không? Nhưng ở đó có gì đấy? Yes, bánh quy đi rồi. Mình sẽ trôm luôn. Mầm mầm thôi nào. Lexi, nhưng mà tớ có nhìn thấy gì đâu cơ chứ. Nhom 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 nhom. Mà chờ chút, bánh quy của mình đâu rồi? Mất rồi. Không có à? Đi đâu được ta? Tớ thì chả nhìn thấy gì rồi. Biến mất như làn gió ấy. Tớ sẽ lấy bánh quy mới vậy. Và mình phải để mắt tới nhỏ Lexi. Nào nào, tụi mình bắt đầu trang trí bánh quy đi. Ok Lexi, tớ sẽ giúp cậu lúc đầu. Đây là kem trắng của cậu nè. Tuyệt, cảm ơn Sky, tớ sẽ làm luôn đây. Cảm giác khó thật đấy. Đầu tiên tớ sẽ tô theo đường viền bánh quy. Ok là, bây giờ tớ có thể tô thêm nhiều kem trắng vào trong. Ok, không khó như tớ tưởng. Chắc là đẹp lắm ha. Wow, chắc là bánh quy sẽ dễ thương lắm cho mà xem. Thêm một chút nữa thôi và xong. Phủ toàn bộ bánh quy rồi. Bây giờ tớ sẽ dùng cây cọ vẽ này và kem màu vàng óng. Tớ sẽ tô ở phần đáy và cả ở trên tai nữa. Ok, phải tô cả sừng nữa chứ. Giờ tớ sẽ vẽ một đôi mắt to tròn cho unicorn. Tớ cần dùng một chút kem màu đỏ ở đây nè. Unicorn có lỗ mũi hình trái tim. Cưng xỉu. Không ngờ mình vẽ unicorn giỏi như vậy. Ok, tớ cần màu này. Mà đây là màu gì nhỉ? Bó tay. Nhưng unicorn cần mắt. Lại phải đổi màu thôi. Phải tạo ra lỗ mũi cho unicorn thở chứ. Rất chi là quan trọng. Kiểu gì cũng đẹp xuất sắc cho mà xem. Yay, xong rồi. Còn cậu thì sao Sky? Ôi không, ai mà ngờ được nó lại thành ra thế này. Chà, cậu bị bịt mắt mà vẽ được vậy là đỉnh rồi. Nhìn chỉ muốn hôn cho unicorn một cái. Nhìn cưng xỉu, cậu nói đúng.
Hôn hôn hôn. Thôi không sao, tôi có xịn nè. Cả lớp. Thử thách tiếp theo của chúng ta có chủ đề ảo ảnh. Bắt đầu sáng tạo nào. Ok, biết phải bắt đầu từ đâu rồi. Oh, yep, ước gì mình có cảm hứng. Một vài đường thẳng sẽ được đấy. Sau đó chỉ cần nối chúng lại. Dễ ẹt nhưng rất đẹp luôn. Chắc chắn lần này mình sẽ thắng. Xong rồi. Nó rất đẹp. Xem bức vẽ của em nè. Mình sẽ suy nghĩ thêm chút nữa cho bức vẽ của mình. Và chỉ cần đường thẳng thôi. Khi đã vẽ xong một hình vuông hoàn chỉnh, sẽ vẽ các đường kẻ ở trên và dưới. Rồi bên trái và bên phải, như bạn thấy thì hơi mất thời gian một chút, nhưng cuối cùng sẽ có kết quả. Khi bạn đặt những đường thẳng theo cách nhất định, bạn có thể tạo ra tất cả các kiểu phối cảnh. Chỉ cần luôn đi theo khuôn mẫu này, và một ít màu cũng sẽ hiệu quả. Nhìn nó sống động chưa này? Gần như bạn có thể nhảy vào trong luôn. Em thử nhé. Như này sao? À, ôi không. Này, chị có thể thấy em trong đó. Ok, em xong rồi. Và có thêm bonus cho thầy nữa. Có chuyện gì trong đó vậy? Này, em ở trong này rồi. Để thầy xem. Thầy sẽ giúp em ra khỏi đó. Ra đi. Đợi đã, cẩn thận. Ra đi, ra đi. Thầy làm được rồi. Đợi đã, sao vậy? Em rất thích ở trong đó mà. Đợi đã, em đã đi đâu vậy? Mình không muốn bị kẹt trong này đâu. Sẵn sàng chưa nào? Hãy chiêm ngưỡng kiệt tác này đi. Ôi, kim cương sáng quá kìa. Tới lần các em. Vẽ cái váy thì dễ ợt chứ gì. Đủ các sắc đỏ từ đầu xuống cuối. Nghĩ đi, Ashley, nghĩ đi. Jennifer sắp xong rồi. Thôi thì cứ cố hết sức vậy. Đầu tiên vẽ đường viền của cái váy. Rồi đến cơ thể. Phép màu nằm ở các chi tiết. Và giờ tới màn tô màu. Thấy các đường tạo chuyển động cho váy không? Trông như thật luôn ấy. Ổn ghê. Mình chắc chắn sẽ thắng. Chà, mình sẽ giúp con bé một tay. Thứ mà váy nào cũng cần. Thật nhiều nhũ lấp lánh. Wow, đẹp quá ta. Ước đi nào. Khoan, tôi bị dị ứng. Achoo. Hết giờ. Cô xem nào, Jennifer. Đẹp phải không ạ? Ừ, đẹp đó. Còn của em. Một tuyệt tác luôn đó. Wow, mình đang lấp lánh. Vẫn hơi đùa đấy. Ừ, tớ tự làm cả đấy. Cho cậu đó. Nghệ thuật mang mọi người lại bên nhau. Nhìn cưng xỉu luôn. Matthew sẽ thích lắm cho xem. Ồ, chắc là không rồi. Mình phải sửa lại thôi. Tuyệt, thế là bay luôn cục tẩy. Không sao, chắc trong hộp bút sẽ có. Đâu thế nhỉ? Nhớ là có mà ta. Khoan đã nào. Gina ơi, cho tớ mượn tẩy đi nha. Ủa, của cậu này. Úi. Ơ kìa. Cảm ơn cậu vì cho tớ mượn nhé. Đúng thứ tớ cần luôn. Matthew vẫn cầm ý. Đi gặp cậu ấy thôi, chắc cậu ấy sẽ bất ngờ lắm. Phù, nhà Matthew xa quá. Ít nhất tí nữa mình không cần tắm. Biết vậy mình đã mang theo áo khoác rồi. Muốn gặp cậu ấy quá à? Gì chứ? Hôm nay cậu xinh ghê nhở. Không thể tin nổi. Với cục tẩy của mình nữa chứ. Bực bội quá đi. Matthew xấu tính quá. Sao lại thế chứ? Mình sẽ không bao giờ cho cậu ấy mượn tẩy nữa. Mình phải làm gì bây giờ? Gina, hả? Cậu đến từ hồi nào vậy? Dùng đồ chuốt đi. Dùng thế nào? Đợi chút đã, tớ hiểu rồi.
Cảm ơn cậu. Đáng lẽ mình phải nghĩ ra từ trước chứ. Lật ngược đồ chuốt lại để bắt đầu này. Sau đó mình sẽ phủ mặt sau của đồ chuốt với keo. Mình sẽ cho đầy keo vào đó luôn. Giờ để em ấy khô lại. Vậy là ổn rồi. Keo có thể tẩy vết bút chì đó. Hiệu quả hoàn hảo luôn. Giờ hoàn thành tranh nào. Hả? Cứ tưởng tớ giúp gì được chứ. Tặng cậu gấu này. Ồ, yêu quá đi. Tớ xin lỗi nha. Hả? Ba la gì bùa. Các em sẽ vẽ một cây kéo. À, sao mà khó điên đầu thế nhỉ? Thôi tớ chuyển trước nhá. Bắt đầu nào. Tớ sẽ vẽ quanh cái kéo này một phát. Ở đây trước nhé. Rồi xung quanh tay cầm. Rồi nè. Được đó chứ. Cậu ta đang làm gì vậy trời? Giờ đến bước cắt xé nè. Mình có đủ hoa tay cho trò này không nhỉ? Cẩn thận cắt vào tay đấy. Cái gì thế ta? Thôi kệ. Cái đống gì bay tung tóe vậy trời? Cứ nhảy vào hình của tớ suốt. Các bạn đã đoán ra được tớ vẽ gì chưa? Cậu bé này sống trên cây và thích ra ngoài vào buổi đêm đó. Chuẩn luôn, lúc nào nó cũng hú. Là anh bạn cú bé nhỏ của mọi người đây. Dễ thương xỉu luôn nhỉ. Gần xong rồi. Chuẩn từng cm luôn. Chỉ cần thêm chút màu mè nữa thôi. Mấy cái bút dạ quang này đỉnh thật. Sắp hoàn thiện rồi đấy. Ta-da. Thú vị đó. Tác phẩm của Melanie cũng hay không kém đó. Giỏi lắm các em. Đỉnh luôn. Nhưng mà ai sẽ dọn cái đống này đây? Đầy quần tớ luôn rồi. Khổ thân. Vậy là phần thưởng thuộc về Melanie rồi. Ok, lần này tớ sẽ nhấn nút. Không biết lần này bánh xe sẽ dừng ở đâu ta? Một cái cây. Tớ không hề nghĩ đến luôn. Khoan, tớ lại không được dùng tay á? Để xem phép màu cho tụi mình cái gì trong thử thách này. Hình như ở đây là một lọ mực và ống hút. Chà, có lẽ tớ bắt đầu luôn đây. Hiểu tay ơi, thể hiện sức mạnh đi xem nào. Tốt lắm, giờ thì mở nắp lọ mực. Yes, ok. May mà ống hút được tạo ra cho miệng đấy. Được rồi, giờ tớ cần dùng ống hút để lấy mực. Mực lên rồi kìa. Mình phải làm cách khỉ gì với một chiếc ống hút chứ. Ôi không, cậu ấy đang uống mực. Dừng lại, mực là mực đấy. Hả? Phiểu, thế mà tớ cứ tưởng cậu uống nó. Chắc tớ có nhiều lựa chọn để vẽ đấy. Chỉ cần tiếp tục thổi mực theo hướng mà tớ muốn. Wow, hết sảy con bà bảy. Không tin nổi là cậu vẽ được chỉ với một chiếc ống hút trong miệng. Sao mình làm không được? Có khi mình phải thổi ống hút mạnh hơn nữa. Thôi nào, mau ra đi mực ơi. Khoan, có gì trên mặt mình vậy? Mực bắn đầy mặt rồi. Cậu ấy lại làm sao mà khóc thế kia? Cứ như con nít ấy. Khoan, dừng á, tại sao? Nhìn nè, tớ có sơn hồng. Tớ chỉ cần bóp một đường sơn ra và đến một màu khác nè. Ok, có hai đường sơn rồi. Giờ tớ cần một chiếc tăm bông. Tớ chấm vào màu hồng nhà này, xem nhé. Tớ sẽ chấm đầu tăm bông lên các cành cây màu đen của cậu. Thấy không, trông giống như hoa ấy. Giống như nụ đang hé mở vào mùa xuân. Nhìn cái tác này đi, có đẹp không cơ chứ? Wow, cô thực sự làm cho cây của tớ trở nên đặc biệt hơn đấy. Tớ rất vui vì tụi mình cùng tạo ra bức tranh này. Tớ cũng thế, đẹp ghê. Ok, cậu sẵn sàng chưa Ashley? Tớ quay tranh nhé, đi mà. Cậu qua đi. Cảm ơn cậu, tớ hồi hộp quá. Thả con kìa.
thấy không? Ủa, chơi kỳ vậy? Là mèo mà. Không, con lô, là thỏ con chứ. Dừng lại. Xấu xa. Tớ chỉ muốn tuân thủ quy tắc thôi. Nếu cậu muốn chơi kiểu ấy thì chiến luôn. Vào việc thôi. Tớ đã luyện tập cho ngày này lâu lắm rồi. Nhào vô đây. Ê, mũi tớ. Mình phải làm gì đó. Đủ rồi. Tớ từ bỏ. Ồ, cho tớ mượn. Xem nè. Tớ sẽ vẽ vài hình chữ S lên tờ giấy, rồi nối chúng lại. Chắc chắn sẽ dễ thương cho mà xem. Không thể quên hai mặt cười tươi nè. Một chú thỏ và một chú mèo. Nhưng cần tô màu cho chúng nữa. Nhìn chúng vui chứ kìa. Vẽ kiểu này dễ thật đó. Tớ sắp hoàn thành rồi. Justin ơi, nhìn mà xem, chúng đang ôm nhau. Wow, con mèo kìa. Mèo dễ thương quá. Thấy cưng quá đi mất. Sao tớ lại có tờ giấy này nhỉ? Hai em có thích chú heo đất bé xinh này không? À, em hiểu rồi. Đầu tiên là vẽ mấy trái tim chiếu chiếu nè. Rồi mọi thứ sẽ đơn giản như đang giỡn luôn. Mình đang vẽ kìa. Chắc mình cũng phải thử thôi. Có gì để mất đâu. Đâu ra cả đống bụi phấn luôn này. Mình thắng vòng này chắc rồi. Thêm vài nét ở đây nữa thôi. Chắc mình phải dùng ngón tay nhỉ. Đây là mắt của heo nè. Thấy không bà con? Là heo xinh đó. Đừng quên cái thân nha. Sắp xong rồi nè. Tranh của Nick xinh đấy. Phải có màu vào nữa mới sinh động nè. Ok là thêm chiếc đuôi là xong rồi. Đấy nhá. Hoàn thành. Chào bức tranh thắng cuộc đi bạn Hiền. Tranh của tớ thì không cầm lên được. Để cô xem nào. Ổn lắm nhá. Nhiều bụi quá. Trời ơi Melanie à. Em xin lỗi ạ. Vui quá đi. Ok, xem nào. Tớ thua rồi. Đến lượt tớ quay nhé. Không biết sẽ trúng gì nhỉ. Một bất ngờ. Wow. Có quá trời đồ để chọn luôn này. Tớ cứ tưởng đó là kẹo cơ. Gì thế tớ? Cậu dùng nó để vẽ. À, hiểu rồi. Thế này à. Vui ghê. Cậu thấy sao nào? Ok. Dùng thế này nè. Hãy dùng nó vẽ xoắn ốc. Đơn giản lắm, cậu chỉ cần di chuyển bút. Hình tròn sẽ làm mất việc. Tớ làm thế này hoài không chán. Nhìn đẹp thật đó. Ok, hãy thử một mẫu khác xem sao. Thấy không, nó đang tạo ra một khuôn mẫu khác. Không cần mấy cái này nữa. Đẹp chưa bối? Wow. Nhìn bánh cuốn thật đấy. Ashley? Bố có sao không? Yuhu. Này, tỉnh lại đi cái ơi. Đúng rồi, chuông kêu to lắm. Lần này phải được. Nghiêm túc hả trời? Mình cạn ý tưởng rồi. Mình có thể dùng cái lông này. Sáng rồi, dậy thôi. Achiu! Có chuyện gì vậy? À phải, vòng tròn thật đẹp của tớ. Đẹp lắm. Các em đã sẵn sàng chưa nào? Airport siêu to khổng lồ kìa. Này, không công bằng. Tớ phải vẽ với màu bút chì này á. Cầm còn khó nữa là. Đúng là vô lý hết sức.
sẵn sàng rồi ạ. Đẹp chứ này. Nghịch ngợm một chút cho vui nhà với cửa nào. Cho cậu biết tay này. Giờ thì thử vẽ lên giấy đi. Mình sẽ bắt đầu ở giữa. Ngạo quá. Bút chì bị làm sao vậy không biết. Tớ chịu thôi. Kỳ thật đó. Hết giờ. Một phút nữa thôi ạ. Cô nói là hết giờ rồi. Cho cô xem tranh nào. Vâng ạ. Còn Jennifer thì sao nào? Cũng tạm, nhưng cô thấy em dùng xà bông. Nghĩa là em không đủ tư cách thi đấu. Tại cậu cả? Sao cậu lại làm vậy chứ? Điên cả người. Nhưng cũng sạch mà. Vậy tay nghe thuộc về Ashley. Không thể tin nổi. Âm thanh đã quá. Wow, dính cứng quá vậy trời. Trông mềm thế nhở. Ôi trời. Chào. Ngồi đi Ellie. Ok. Đừng có mà nhìn tớ. Cô ấy trông thân thiện nhỉ. Màu này hợp với mình đấy. Achi. Nào cả lớp, mở sách ra cho thầy. Có cần không thầy? Hôm nay chúng ta sẽ học một bài rất hay đó. Vâng vâng. Mình thích vở của cậu ấy quá. Mình nên viết bài nhở. Biết mà, bút của tớ xinh dã man. Ước gì mình cũng có đồ xinh xẻo. Đồ của mình cứ bị chán nòm ấy. Bất công ghê. Có chuyện gì vậy hả? Khoan đã. Em bị sao thế? Em bị ghen tị với bút của cậu ấy. Để thầy xem nào. Bút đẹp thật đó nha. Để thầy giúp em. Thật ạ. Cùng nâng cấp bút bằng mẹo dễ cực này nào. Tháo hết cây bút ra nào, rồi rót keo đầy vỏ bút. Cố đừng làm dây ra lung tung nhé. Vậy là ngon lành. Giờ cho kim tuyến vào này. Cho ống mực vào lại vỏ bút nhé. Và vặn đầu bút. Thế là hết chán nòm nhá. Trông đẹp nhỉ. Wow, xem này. Không thể quên anh chàng đáng yêu này được. Ồ, cưng xỉu luôn ý. Cảm ơn thầy ạ. Đợi chút. Giờ thầy thấy thoải mái hơn rồi. Wow, thầy thời trang ghê. Cho thầy xin nhé. Thôi, xấu quá. Em cần phải tân trang đó. Cảm thấy sung sức ghê. Sao? Sao thầy làm hay vậy ạ? Thôi kệ đi, em thích lắm. Thầy là giáo viên yêu thích của em đó ạ. Việc của thầy mà. Cảm giác tuyệt quá. Gì? Wow, trông cậu xinh quá à. Ồ, tớ có cái này tặng cậu này. Thật hả? Cho tớ sao? Cảm ơn nhé. Chào bạn thân. Selfie này. Lớp học này vui thật. Ồ, phải thay đồ đã. Vậy, bài ngày hôm nay.